Hoán tưởng là phản ảnh của sự thật. Quý vị có khỏe không? Dạ khỏe. Có lẽ hơi nóng phải không? Quý vị ra sao? Có thoải mái không? Dạ có. Xin lỗi, ban tổ chức của chúng tôi không ngờ là có đông người như vậy. Cho nên họ có lẽ đã mướn một chỗ hơi nhỏ. Nên quý vị không có đủ chỗ ngồi thoải mái. Tôi thật tình xin lỗi. Nhưng quý vị luôn có một chỗ trong tim tôi, luôn luôn và mãi mãi. Do lòng tử tế mà quý vị đã mang đến cho những người yếu đuối, bất hạnh. Dù là quốc gia này không luôn luôn được may mắn như chúng ta mong muốn, theo cách mà chúng ta mong muốn, nhưng đó chính là biểu hiện của lòng bác ái và từ bi. Bởi vì nếu chúng ta chỉ bố thí và tốt bụng trong những lúc may mắn, hoặc chỉ khi chúng ta giàu có, sung túc và thoải mái, như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Chỉ khi nào chúng ta bố thí trong hoàn cảnh khiêm tốn của mình, và ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, thì Thượng Đế thật sự biết rằng chúng ta chính thật là những người con yêu quý của Ngài. Và chúng ta đã mang tình thương của Thượng Đế đến tinh cầu này. Quý vị đã được ân sủng, quý vị rất vĩ đại, rất nhân từ, rất tử tế, thân thiện và rộng lượng. Tất cả những thử thách chỉ làm tăng thêm những phẩm chất vĩ đại của dân tộc Phi. Tôi đã gặp rất nhiều người dân trên đất nước này, và họ luôn luôn cho tôi một ấn tượng tốt đẹp nhất mà tôi vẫn còn nhớ. Hôm nay, nhân dịp này, tôi xin cảm ơn quý vị lần nữa và lần nữa về lòng tốt của quý vị, về bản chất của quý vị. Xin cảm ơn. Chúng ta cũng cần phải cảm ơn Đức Cha, cảm ơn Đức Mẹ và ông Morato vĩ đại. Cảm ơn quý vị, cũng như Thượng Nghị viện và đôi vợ chồng thân ái này. Tôi nghĩ quý vị biết họ là ai. Xin mời đứng lên. Và rất nhiều người khác nữa. Những vị đang ngồi phía trước là những nhân vật cao quý. Lát nữa đây quý vị sẽ được biết thêm về họ. Tôi nghĩ quý vị biết về họ còn nhiều hơn tôi. Tôi rất vinh hạnh và rất lấy làm sung sướng được trở lại đất nước tuyệt diệu này, nhất là với những người tuyệt vời mà tôi rất khó quên. Có người quý vị gặp và quên ngay. Có người quý vị gặp và không bao giờ quên được. Dân tộc Phi khiến cho người khác không bao giờ quên được. Không những chỉ riêng tôi, dân Phi Luật Tân ở hải ngoại cũng mang tiếng tốt cho quốc gia này. Tôi chỉ muốn cho quý vị biết tin này, bởi vì tôi du hành rất nhiều nơi và đã gặp nhiều người Phi ở nước ngoài. Họ luôn luôn là những đại biểu rất tốt đẹp cho quốc gia của họ. Bây giờ, nếu nhân loại chúng ta cũng là đại biểu tốt đẹp như vậy cho cha chúng ta trên thiên đàng, thì điều đó rất tốt cho tinh cầu của chúng ta. Không phải bất cứ ai
cũng có thể đại diện cho Thượng Đế bằng những phẩm chất thiên đàng. Không phải vì họ không muốn, mà chỉ vì họ đã quên thiên quốc vốn ở bên trong chúng ta. Thánh Kinh có nói rất rõ, Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại: anh em có biết mình là đền thờ của Thượng Đế không? Và Thánh Linh ngự trong anh em. Chúng ta đọc Thánh Kinh mỗi ngày và nghe Chúa Giêsu nói rằng chúng ta là con cái của Thượng Đế. Chỉ là rất khó để chúng ta nhớ điều này. Để nhớ được chúng ta từ đâu đến, chúng ta phải trở lại nơi đó. Chúng ta phải trở về từng bước một, ngược về thiên quốc, là nguồn gốc của bản thể chúng ta. Bởi vì chúng ta thật sự không phải là con người. Chúng ta không phải là thân thể vật chất gọi là con người này. Tất cả chúng ta đều đến từ thiên đàng. Ngay cả những người tội lỗi nặng nề nhất, những người mà chúng ta nghĩ là tội lỗi nhất, họ cũng đến từ thiên đàng. Họ phạm tội là bởi vì họ cảm thấy bực bội ở đây. Trong ký ức sâu xa nhất của tiềm thức, họ nhớ lại thiên đàng như thế nào. Họ nhớ sự tự do, sung túc và phong phú, lực lượng vĩ đại mà họ từng có khi ở cùng với Đấng Cha Lành. Khi chúng ta đến hành tinh này và bị giam cầm trong thân thể vật chất, chúng ta cảm thấy hết sức bó buộc. Vì vậy mà trẻ sơ sinh khóc ngay giây phút mà chúng chào đời. Nếu đây là một nơi sung sướng, chúng sẽ mỉm cười khi được sinh ra. Đó là vì khi đứa bé mới được sinh ra, chúng vẫn còn tiếp xúc nhiều với lực lượng của Thượng Đế, còn tiếp xúc nhiều với Đấng Cha trên thiên đàng. Cho nên khi chúng tiếp xúc với thế giới rất thô và đau khổ này, chúng cảm thấy đau đớn ngay. Chúng không chịu nổi nên khóc. Và từ từ ký ức về thiên quốc phai dần. Chúng ta càng lớn, ký ức về nguồn cội của chúng ta càng phai đi. Điều này có lý do để chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống vật chất này mà không cảm thấy quá nhớ nhà. Chúng ta phải làm những gì mình phải làm ở đây. Cho nên Thượng Đế đã an bài để chúng ta quên đi nguồn cội. Nhưng chỉ một thời gian thôi, cho đến 4 hay 5 tuổi, trẻ em vẫn còn nhớ chúng từ đâu đến, vẫn còn câu thông với thiên đàng. Đó là lý do chúng rất đơn thuần, rất sung sướng. Dù ở trong hoàn cảnh nào, đôi mắt chúng vẫn sáng ngời tình thương và hạnh phúc thiên đàng mà người lớn chúng ta đã đánh mất. Càng lớn tuổi, ánh sáng trong đôi mắt chúng ta càng phai dần. Bởi vì chúng ta đã tiếp xúc với thế giới vật chất này, vốn rất thô, không được thanh cao, không hạnh phúc so với nguồn gốc của chúng ta. Chúng ta đến đây vì những lý do khác nhau. Chúng ta đến đây để nhận biết Thượng Đế. Dù rằng mục đích trong đời khác nhau, lý do đến đây khác nhau, lối sống khác nhau, nhưng mục đích duy nhất mà chúng ta đến đây là để có thể nhận biết Thượng Đế. Nghe có vẻ trái ngược, nhưng thật sự là như vậy. Điều này đã được giải thích cho tôi. Tôi đã thể nghiệm bên trong vì sao là như vậy. Đó là vì chúng ta đã từng ở trên thiên đàng với Đấng Cha Lành từ trong vô tận. Chúng ta là một với Đấng Tạo Hóa. Chúng ta lúc nào cũng ở bên Ngài. Vì vậy, chúng ta không thể biết đó là gì. Cho nên chúng ta cần sự phản chiếu của tất cả vinh quang này.
Một bản sao không thật để có thể biết được sự thật. Như chúng ta cần một cái gương để thấy được con người và gương mặt thật của mình. Cái gương chỉ là một hình ảnh, một sự phản chiếu, không phải thật. Nhưng nhờ chiếc gương, chúng ta có thể nhận biết chính mình. Tương tự như vậy, thế giới này chỉ là một ảo tưởng, một ảo ảnh, chỉ là phản chiếu thế giới chân thật của Thượng Đế. Nhưng chúng ta cần có nó để biết được Thượng Đế như thế nào. Do đó, Thánh Kinh chép rằng, không nên phán xét để khỏi bị phán xét. Tại sao chúng ta không nên phán xét anh chị em của mình? Bởi vì họ cũng là con cái của Thượng Đế, cùng bản chất như Thượng Đế. Tất cả chúng ta đều là con cái của Thượng Đế, cho nên dù họ làm gì, họ vẫn là Thượng Đế bên trong. Họ có Thượng Đế bên trong. Họ đến đây để làm điều này, điều nọ, để nhận biết được Thượng Đế. Chúng ta chọn những cách khác nhau để nhận biết Thượng Đế. Có người chọn một cách rất đạo đức để nhận biết Thượng Đế nhanh chóng hơn. Có người chọn một cách lâu dài và khó khăn hơn, bằng cách ít đạo đức hơn, ít cao thượng và ít tốt lành hơn, để họ có thể học hỏi và nhận biết Thượng Đế một cách mãnh liệt hơn. Nhưng dĩ nhiên, trong tiêu chuẩn của con người, chúng ta đánh giá tốt và xấu, đạo đức và vô đạo đức. Do đó, chúng ta có sự phán xét. Chúng ta đã đưa đến một định nghĩa. Thế nào là tốt và xấu, là ác độc hay tương tự như vậy? Nhưng dưới mắt của cha chúng ta, tất cả đều bình đẳng. Bởi vì mọi thứ ở đây đều là ảo tưởng. Tốt hoặc xấu đều không có thật. Nó chỉ là sự phản chiếu để chúng ta nhận biết Thượng Đế một cách toàn diện. Bởi vì chúng ta đã ở thiên đàng quá lâu, tất cả đều hết sức tốt đẹp, tinh khiết, toàn mỹ. Cho nên chúng ta không thể biết được sự toàn mỹ trừ khi thấy sự không toàn mỹ. Chúng ta không thể nhận biết một người đàn ông trừ khi có một phụ nữ để so sánh. Chúng ta không thể biết điều tốt trừ khi có điều gì xấu để tương phản lại, và đó là lý do chúng ta đến đây, xuống cảnh giới vật chất này, để có thể biết được sự đau khổ nhiều hơn, sự đau đớn, buồn rầu, để chúng ta nhận biết sự tốt đẹp, sự vinh quang, phúc lạc và ân sủng của thiên đàng. Vì vậy, chúng ta phải biết Thượng Đế trong kiếp này. Chúng ta phải thấy được Ngài, chứ không chỉ nói về Ngài, không chỉ nghe về Ngài, không chỉ hiểu về Ngài. Chúng ta phải thấy được Ngài. Dù Ngài là nam hay nữ, chúng ta không tranh luận về điều này. Thượng Đế không có giới tính. Thượng Đế là một lực lượng toàn năng, là tình thương vô biên, là lòng nhân từ và khoan dung vô lượng. Cho nên, nếu bất cứ ai trong chúng ta tại đây, như dân tộc Phi Luật Tân, có nhiều phẩm chất này hơn, thì quý vị rất gần với Thượng Đế. Từ bên trong, quý vị chắc chắn phải có niềm tin vô cùng sâu xa, khát vọng sâu xa để nhận biết Đấng Cha Lành. Và đó là lý do vì sao dân tộc quý vị rất thuần khiết, rất tử tế và nhiệt tình. Nhưng chúng ta có thể đi một bước xa hơn để thấy được Cha. Chúng ta có thể thấy được Thượng Đế chân thật đang ngự trong ngôi đền này. Và đó là cách duy nhất khiến chúng ta hạnh phúc hoàn toàn trong thế giới này và thế giới bên trên. Bởi vì đó là lý do chúng ta đến đây, để thấy được sự phản chiếu, để thấy được ảo tưởng, để chúng ta biết được thực tại, để thấy tất cả những sự xấu, những bản chất vô thường, những đau khổ, để chúng ta có thể biết được Thượng Đế trên thiên đàng, là Đấng toàn thiện, vinh quang, phúc lạc, sung sướng và vĩnh cửu.
Để biết Thượng Đế, chúng ta không thể chỉ nói suông như vậy. Nói về kẹo thì không phải là kẹo. Muốn biết kẹo là như thế nào, chúng ta phải ăn thử. Để nhận biết Thượng Đế, chúng ta phải đi vào bên trong. Nơi mà Chúa Giêsu đã nói rằng, Thiên quốc của Thượng Đế ở bên trong các con. Cho nên tôi sẽ chỉ cho quý vị Thiên quốc bên trong. Để quý vị có thể tự mình thấy rằng chúng ta không phải là con người, không phải là thân thể hư hoại này. Thượng Đế ngự bên trong chúng ta, và khi Thượng Đế ngự bên trong chúng ta là một phần của Thượng Đế, chúng ta đồng nhất với Thượng Đế. Chúng ta không phải là một chúng sinh bình thường sẽ phải chết. Nếu chúng ta tự mình thấy được điều này, chúng ta sẽ thật sự hiểu được Thánh Kinh. Khi Chúa Giêsu nói rằng Thiên quốc của Thượng Đế ở bên trong, rồi chúng ta sẽ tự mình thấy Thiên quốc của Thượng Đế bên trong chúng ta là như thế nào. Khi chúng ta thấy được Thiên quốc này, chúng ta thấy và thể nghiệm mà những thánh nhân trong quá khứ đã có khi họ tiếp xúc với Thượng Đế. Thí dụ như Thánh Văn nghe được tiếng kèn của thiên đàng, như Môsê thấy Thượng Đế hiện ra như ngọn lửa sáng thật to, và ông nghe Thượng Đế nói chuyện với ông bằng âm thanh như tiếng sấm, âm thanh của nhiều tiếng nước, vân vân. Những thể nghiệm được ghi lại trong Thánh Kinh là những điều có thật. Không phải những điều bí ẩn đó chỉ xảy ra cho những vị thánh thời quá khứ. Những điều đó có thật và vẫn có thể xảy đến cho chúng ta ngày nay, cho bất cứ ai tại đây. Bởi vì tất cả chúng ta đều là con cái của Thượng Đế. Chúng ta là một phần trong toàn thể, chúng ta không phải là thân thể này. Do đó, bất cứ khi nào chúng ta muốn vào bên trong để thấy Thiên quốc, chúng ta có thể thấy được chỉ vì chúng ta không làm mà thôi. Bình thường chúng ta nhìn thấy kẹo, bánh, bông hoa, con người, thấy công việc làm, tiền bạc, xe cộ, giao thông, thấy mặt trời, mặt trăng bên ngoài, nhưng chúng ta chưa từng thử đi vào bên trong. Đó là một thế giới hoàn toàn khác biệt, là thế giới chân thật. Đó là ý nghĩa trong Thánh Kinh, Thiên quốc ở bên trong chúng ta. Thiên quốc bên trong đầy vinh quang, đầy ánh sáng. Thiên quốc bên trong sáng hơn vạn mặt trời ở hành tinh này. Nhưng ánh sáng này không thiêu cháy mắt của quý vị, không làm cho quý vị cảm thấy khó chịu. Ánh sáng này khiến cho quý vị cảm thấy vô cùng sung sướng, nhẹ nhàng hơn, có trí huệ hơn, yêu thương hơn, tử tế hơn. Càng ngày càng gần nguồn cội của chúng ta. Đó là Thượng Đế mà chúng ta gọi là thiên đàng. Lý do vì sao chúng ta không hạnh phúc dù chúng ta có bao nhiêu tiền, hay có địa vị cao đến đâu trong xã hội, là vì chúng ta đã quên đi thiên quốc chân thật này. Thánh Kinh bảo rằng Chúa Giêsu nói với chúng ta, đừng chứa của cải thế gian này, kho báu thật của chúng ta là ở trên thiên đàng. Ý Ngài là như vậy, chúng ta phải thấy kho báu bên trong. Rồi cuộc đời chúng ta sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, kho tàng bên trong cũng hiển lộ ngay cả bên ngoài, và biến chúng ta trở thành một con người khác, ngay cả cách nhìn cũng khác, cách suy nghĩ cũng khác. Sức khỏe cũng khác, việc làm cũng hữu hiệu hơn. Trí thông minh trở nên khác. Tất cả quan niệm từ trong ra ngoài đều trở nên khác. Ngày hôm nay tôi khác hơn 15 năm trước. Trước khi khai ngộ, chắc chắn là vậy. Tôi biết điều này từ kinh nghiệm bản thân. Tất cả những gì tôi có hôm nay là do Thiên Quốc đã ban cho tôi. Là một con người, tôi không bao giờ có thể hoàn thành bất cứ điều gì. Tôi chẳng là ai cả cho đến khi Thượng Đế ban ân điển cho linh hồn tôi với tình thương và kiến thức của Ngài. Cho đến khi Thượng Đế đã tự thức tỉnh Ngài bên trong tôi và chỉ cho tôi biết rằng Ngài đang ở đó. Rằng tôi luôn luôn có thể yêu thương Ngài, nương tựa vào Ngài, yêu cầu Ngài. Ngài bảo với tôi rằng Ngài là vô thượng sư. Thanh Hải có nghĩa là biển tình thương. Đó không phải là tên ngoài đời của tôi, mà là tên của cha chúng ta.
Chúng ta cũng có thể gọi Ngài bằng nhiều tên khác nhau, điều đó không thành vấn đề. Cũng như chúng ta gọi mẹ, là má. Chúng ta gọi bà bằng bất cứ danh từ gì, nhưng bà biết và chúng ta biết. Nếu chúng ta không thật sự thấy Thượng Đế, không nhận biết chân ngã của mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc. Và lúc chết, vì ước nguyện đời đời muốn nhận biết chính mình không được thỏa mãn, chúng ta có thể ở trong tình trạng rất đau khổ một thời gian. Chúng ta có thể gọi đó là địa ngục. Nhưng nếu chúng ta biết Thượng Đế, chúng ta sẽ hạnh phúc ngay khi còn ở trong thân thể này. Cho nên lúc gọi là chết, chúng ta vẫn tiếp tục niềm hạnh phúc đó. Và chỉ có thiên thần và các vị thánh đến chào đón chúng ta, nên chúng ta không bao giờ cô đơn hoặc sợ hãi ngay cả trong khi chết. Các vị thánh trong Thánh Kinh nói rằng tôi chết mỗi ngày. Cho nên khi khai ngộ, chúng ta không còn sợ chết. Chúng ta có thể thật sự chết mỗi ngày và trở lại sự sống. Chúng ta làm bằng cách nào? Chúng ta chỉ bước trở về thiên quốc bên trong. Bỏ thân thể lại giống như là chết. Thân xác có thể giống như chết. Cặp mắt sẽ hướng lên trên, thân thể sẽ không cử động. Và rồi chúng ta chỉ đi vào vũ trụ bên trong. Đó vốn là thế giới chân thật và chúng ta an hưởng, và bất cứ khi nào sẵn sàng, chúng ta sẽ trở lại, lấy lại thân thể này, rồi làm bất cứ việc gì còn sót lại phải làm trong khi chúng ta sống trên tinh cầu này. Đây là ý nghĩa của chết mỗi ngày. Chúng ta có thể làm được bởi vì chúng ta nguyên thủy đến từ thiên đàng. Thân thể này chúng ta chỉ mượn tạm một thời gian, giống như ở khách sạn, giống như lái một chiếc xe để được tiện lợi cho những mục đích khác. Nhưng con người thật của chúng ta là người lái, chứ không phải chiếc xe. Cho nên bất cứ lúc nào, người lái cũng có thể bước ra khỏi xe và thưởng thức những việc khác nhau. Tương tự như vậy, chân ngã của chúng ta ở bên trong. Chúng ta có thể bước vào, trở ra, trở vào, trở ra. Đó là giải thoát thật sự, là tự do chân thật trong lúc còn đang sống, trong khi vẫn chăm sóc cho anh chị em của mình, cho gia đình, công việc và kiếm tiền. Dù toàn bổn phận của chúng ta trên tinh cầu này, chúng ta vẫn có thể vui hưởng thiên đàng bất cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi. Và khi trở nên rất quen thuộc với việc này, chúng ta có thể làm cả hai cùng một lúc. Có thể vừa đánh răng vừa nói chuyện với Thượng Đế cùng một lúc. Có thể vừa rửa chén vừa thấy thiên đàng cùng một lúc. Nhưng điều này cần sự thực hành. Đúng vậy. Sự khai ngộ đến tức khắc. Nếu quý vị biết cách trở về thiên quốc, trở về nguyên quán của chúng ta, khai ngộ sẽ đến tức khắc. Tôi có thể chỉ cho quý vị rất nhanh. Nhưng sự thực hành lâu dài sẽ giúp quý vị quen thuộc hơn. Để trở ra, bước vào và trở ra nhanh chóng. Giống như ban đầu chúng ta lái xe không giỏi lắm. Chúng ta cần thầy dạy và vẫn lái vụng về. Nhưng vì sao chúng ta có thể lái xe, ngay cả trong lúc đang nói chuyện với bạn bè, nghe đài phát thanh và suy nghĩ đủ mọi chuyện khác. Lúc ban đầu khi mới học lái xe, chúng ta phải hết sức thận trọng nhưng vẫn đụng chỗ này chỗ nọ. Nhưng vì sao chúng ta lái rất nhanh và thậm chí đôi khi cũng có thể biểu diễn nữa. Tương tự như vậy, chúng ta ở trong thân thể này đã lâu rồi. Chúng ta quên rằng mình có thể được tự do ra khỏi thân thể bất cứ lúc nào. Có một câu chuyện về một người phi công. Đây là chuyện có thật. Ông ta lái phi cơ. Và vì là một phi công, ông thường phải lái qua đêm trong công vụ. Ông ngủ trên ghế. Loại ghế có thể ngả ra sao? Nó không phải là kiểu giường thông thường, mà là chiếc ghế có thể ngửa nửa chừng như vậy. Khi đi làm, ông ngủ như vậy rất thường, rất nhiều lần trong đời ông. Rồi khi về nhà, ông không thể ngủ trong chiếc giường bình thường được nữa, bởi vì ông đã quen ngủ trên loại ghế bất tiện đó. Mà bình thường chúng ta không thể ngủ lâu được, nhưng ông ta có thể ngủ được.
Vì ông đã quen với nó rồi, đến nỗi chiếc giường bình thường bằng phẳng và thoải mái trở nên khó chịu đối với ông. Do đó, ở nhà, ông phải mua một chiếc ghế giống hệt như chiếc ghế phi công và ngủ trên đó. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Thói quen có thể trói buộc, có thể rất mãnh liệt, đến độ khiến cho chúng ta quên đi mọi thứ khác. Tương tự như vậy, chúng ta bị vướng trong thân thể này quá lâu, đến nỗi đã quên cách bỏ nó mãi cho đến khi chết. Ngay cả lúc đó, chúng ta cũng còn miễn cưỡng không muốn rời bỏ, chúng ta khóc lóc vùng vẫy, không muốn rời cái thân xác, đã làm cho chúng ta đau đớn, khổ sở và khó khăn. Chỉ cho cái thân này thôi, chúng ta làm việc 10 tiếng một ngày. Chúng ta phải làm bao nhiêu việc để giữ cho thân này sống sót. Và ngay cả lúc chết, chúng ta vẫn không muốn rời. Nhưng thiên đàng xinh đẹp tuyệt vời. Nếu bây giờ biết được, chúng ta sẽ muốn rời khỏi thân xác này ngay lập tức. Rời khỏi thế giới này ngay tức khắc. Chúng ta sẽ không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Vì vậy mà các vị thánh nhân trong quá khứ và hiện tại không bao giờ lo lắng về chuyện chết hay không chết. Họ không bao giờ chú ý nhiều đến sự thoải mái vật chất vì họ biết một cuộc sống tốt đẹp hơn ở bên trong. Tôi sẽ chỉ cho quý vị làm sao để nhớ lại cách bước ra khỏi thể xác. Chỉ có vậy thôi. Và rồi quý vị sẽ thấy thiên đàng ngay tức khắc. Chỉ có hai thế giới. Một là với thể xác và một là không có thể xác. Thế giới có thể xác là thế giới ở đây, trong đẳng cấp vật chất, trong từ trường vật chất. Thế giới không thể xác là thế giới bên trên thế giới này. Thế giới này câu thông với thiên đàng ở khắp mọi nơi, là một với toàn thể lực lượng vũ trụ, đồng nhất với thiên đàng. Đó là thiên quốc bên trong mà Chúa Giêsu đã nói. Chúng ta có thể học để bước trở vào đó và bước ra khỏi thể xác bất cứ lúc nào. Quý vị có thể học làm như vậy ngay tối hôm nay. Quý vị càng thực hành thì càng trở nên dễ dàng hơn. Tất cả mọi việc đều có giải đáp, đều có cách thức. Có những cách làm việc trong thế giới này mà chúng ta học hỏi với một người thầy, với bạn bè. Có những cách làm việc trên thiên đàng, chúng ta cũng học hỏi với thầy, với bạn bè. Chỉ vì chưa học qua không có nghĩa là chúng ta không thể làm được. Tất cả những gì chúng ta học, chúng ta có thể làm được. Nhất là những điều về thiên đàng chúng ta đã biết qua rồi. Như vậy là càng dễ hơn bất cứ chuyện vật chất nào mà chúng ta học ở thế gian này. Muốn học lái xe cũng khó. Lúc bé chúng ta học ăn cũng khó. Nhưng học để trở về thiên đàng thì không khó. Bởi vì chúng ta đến từ đó. Chúng ta đã biết tất cả về thiên đàng trước khi xuống thế giới này. Nếu không, quý vị nghĩ chúng ta từ đâu đến? Nếu không đến từ thiên đàng, thì quý vị nghĩ chúng ta từ đâu đến? Trước khi có thân thể vật chất này, chúng ta ở đâu? Chúng ta đã ở đâu? Và ai là chúng ta? Ai là người vào trong thể xác vật chất này? Và ai là người rời bỏ thân xác vật chất? Đó là tự tánh và là sự đồng nhất với Thượng Đế. Là bản thể tinh tý của chúng ta. Và bản thể tinh tý này của chúng ta có thể luôn luôn rời khỏi thân xác này và trở lại bất cứ lúc nào. Đó là một nghệ thuật sống. Một điều chân thật mà chúng ta đã quên mất. Và đó là lý do chúng ta đau khổ. Chúng ta có quá nhiều đau đớn, bực bội và buồn rầu. Và đôi khi chúng ta làm những việc đi ngược lại sự phán đoán tốt đẹp hơn của mình. Bởi vì chúng ta quên mất đại ngã của mình. Chúng ta chỉ nghĩ về thức ăn, công việc làm, các khó khăn. Chúng ta quên rằng mình rất vĩ đại, chúng ta vĩ đại vô cùng đến nỗi tất cả những khó khăn, những sự nghèo khổ, tất cả những sự phấn đấu này chẳng có nghĩa lý gì đối với chúng ta. Một khi chúng ta lấy lại sự vinh quang và lực lượng của mình, chẳng có gì là quan trọng nữa đối với chúng ta trong tinh cầu vật chất này. Dù chúng ta vẫn tiếp tục làm việc, đối với chúng ta chỉ là trò chơi trẻ con, vì chúng ta biết rằng mình vĩ đại. Nếu vị vua nhớ rằng Ngài là vua, có chuyện gì khác quan trọng hơn đối với Ngài chăng? Không, phải không? Nếu vị vua quên rằng Ngài là vua, hoặc Ngài đã bị lưu vong quá lâu, đã quen với sự khó nhọc, nhưng một khi nhớ lại, một khi lấy lại ngai vàng,
Còn có là gì quan trọng nữa không? Hoàn toàn chẳng có gì quan trọng cả. Đây là bí quyết của một đời sống hạnh phúc cho hiện tại và tương lai. Tôi sẽ truyền đạt bí quyết này cho quý vị, vì Thượng Đế đã bảo rằng tôi phải làm công việc này. Có rất nhiều công việc quý vị đã làm rồi, còn việc này chẳng có ai làm. Ngài bảo còn một chỗ trống. Tất cả những việc khác đã có người rồi và công việc này còn trống. Ngài nói rằng tôi có thể làm việc này. Quý vị cũng có thể làm việc này bởi vì tất cả chúng ta đều như nhau. Chỉ là quý vị đã quên đi cách bước vào và bước ra thiên quốc bên trong quý vị. Tôi sẽ chỉ cho quý vị tối nay. Rất dễ dàng. Nếu quý vị muốn, nếu có thời giờ, chúng ta sẽ ngồi lại sau buổi giảng và cùng nhau làm việc này. Càng học hỏi để biết thêm về thiên quốc, quý vị sẽ càng ngày càng hạnh phúc và có trí huệ hơn, càng có nhiều tình thương hơn là người dân Phi hiện đang có. Quý vị không thể tưởng tượng được có ai có thể có nhiều tình thương hơn là dân tộc Phi Luật Tân, phải không? Nhưng điều đó có thể xảy ra. Sau khi đồng nhất với Thượng Đế trở lại, quý vị sẽ nhớ lại chính mình. Quý vị sẽ là tình thương mà không cần yêu thương, quý vị sẽ cho mà không biết. Quý vị sẽ từ bi mà không nghĩ rằng mình từ bi, bởi vì Thượng Đế sẽ làm tất cả mọi việc. Chúng ta sẽ nhớ Thượng Đế và Ngài sẽ làm mọi chuyện. Ngã chấp sẽ ra đi, đầu óc sẽ chết. Chỉ có Thượng Đế phụ trách mọi việc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Mỗi sinh hoạt, mỗi tư tưởng, mỗi lời chúng ta nói sẽ chỉ đến từ thiên đàng. Đó là cách chúng ta đồng nhất với thiên đàng trở lại. Và đó là mục đích chúng ta đến đây. Thôi, tôi đã quảng cáo nhiều về thiên đàng rồi. Tôi nghĩ đã đủ. Nếu quý vị có điều gì nghi vấn hoặc thắc mắc, xin cho tôi biết. Rồi chúng ta sẽ đi đến cái thật, là bước vào, bước trở lại thiên quốc. Điều đó dễ dàng như tôi lấy kẹo ra từ trong chiếc giỏ này. Bởi vì quý vị đã có sẵn rồi, chính là quý vị ở bên trong. Tôi sẽ không cho quý vị gì cả. Tôi chỉ nhắc nhở quý vị tìm lại kho tàng đã quên ở đâu. Chỉ có vậy thôi. Cho nên không cần phải gọi tôi là sư phụ hay chi đó. Những người rất tốt bụng này gọi tôi là thế này thế nọ, nhưng chúng ta chỉ là anh chị em. Tất cả chúng ta đều như nhau. Đó là điều tôi biết và là điều quý vị sẽ biết. Xin cảm ơn lòng kiên nhẫn của quý vị. Thưa sư phụ, con muốn nhắc họ là chúng ta có những câu hỏi trong sách biếu. Phải, để họ có thể ghi xuống những câu hỏi cho Ngài. Và có thông dịch viên ở phía trước cho những quý vị nào cần thông dịch sang tiếng Phi. Họ đều hiểu tiếng Anh, không cần thông dịch. Tôi biết người Phi đi đâu họ cũng nói tiếng Anh. Một dân tộc rất thông minh. Chúng ta có câu hỏi đầu tiên. Được, xin đọc lên. Câu hỏi thứ nhất. Mapagtatagumpayan ang mga pagsusubok sa buhay ko ngayong Muslim na ako mula to kay Reynaldo Quilantang Bulos from South Cotabato, Mindanao. The question was how can I làm sao con có thể khắc phục được tất cả những thử thách trong đời? Tất cả gì? Làm sao con có thể khắc phục được tất cả những thử thách trong đời khi con là một người Hồi giáo? Câu hỏi này là của cô Bulos. Anh ta từ miền Nam Cotabato ở Mindanao. Bởi vì anh ta là một người theo đạo Hồi à? Dạ, anh ta muốn biết làm sao để khắc phục được tất cả những thử thách. Vì hiện giờ anh ta chọn để theo Hồi giáo. Cách duy nhất để vượt qua bất cứ điều gì ở thế giới này hoặc thế giới kế tiếp là trở về với chính mình, trở về với tự tánh, để nhận biết lại Thượng Đế bên trong mình. Đó là giải đáp duy nhất. Một khi Thượng Đế điều hành, một khi Thượng Đế thức tỉnh bên trong chúng ta, tất cả những điều khác sẽ được Ngài chăm sóc. Hãy tìm thiên quốc trước, rồi mọi điều khác sẽ được thêm vào. Ý nghĩa thật sự là như vậy. Thưa các anh chị em, chúng ta chỉ có một Thượng Đế mà thôi. Quý vị gọi Ngài là Thượng Đế Cơ Đốc giáo, Thượng Đế Hồi giáo, Thượng Đế Phật giáo. Tôi không quan tâm điều đó. Chúng ta chỉ có một người cha mà thôi. Chỉ có một.
Câu hỏi khác, họ muốn biết thiền là gì và chúng ta thiền như thế nào, thiền về ai? Về ai? Chúng ta thiền hướng về ai? Hướng về bản thể Thượng Đế bên trong chúng ta. Thiền định là hình thức cầu nguyện sâu xa nhất. Sự cầu nguyện được thực hiện trong phòng kín để không một ai biết rằng quý vị đang cầu nguyện. Thiền cũng giống như quý vị cầu nguyện nhưng rất sâu, rất tĩnh lặng. Rồi chúng ta cầu thông với Thượng Đế bên trong chính mình và mọi câu hỏi sẽ được trả lời. Có vài câu khác ở đây. Có người xin Ngài giải thích thêm sự khác biệt giữa đi vào và đi ra, từ thân thể sang linh thể. Ồ, hai thế giới đó khác nhau. Bước ra chúng ta thấy thế giới này, thấy tất cả những gì trong thế giới này. Bước vào chúng ta thấy thiên đàng và những gì ở trên thiên đàng. Thấy thiên đàng nhiều bao nhiêu tùy thuộc vào sự tập trung của quý vị. Bởi vì có người khó tập trung hơn người khác, có người tâm rất thanh khiết, đơn thuần như một trẻ thơ, nên khi nhắm mắt lại, họ thấy hào quang rực rỡ, thấy thiên đàng ngay tức khắc, họ thấy Chúa Giêsu, họ có thể thấy Phật, Mohammed, những vị minh sư quá khứ. Nhưng có người lại khó khăn để tiếp xúc với cảnh giới cao hơn và chúng sinh cao hơn. Nhưng sau một thời gian, tất cả quý vị đều có thể làm được. Chỉ là có người lâu hơn, có người sớm hơn. Nhưng khi quý vị thực hành ngày hôm nay, quý vị có thể thấy ngay tức khắc. Vì tôi sẽ giúp quý vị. Một câu hỏi từ cô Vanya. Cô muốn tu hành và thử pháp môn thiền định. Nhưng trước hết, cô muốn biết có cần thiết để tạo tâm ấn từ một vị minh sư trước khi đạt được lợi ích từ pháp môn thiền không? Tôi vừa chỉ cho quý vị thiền như thế nào ở đây, công khai. Nhưng nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị cho chúng tôi biết. Và sau đó chúng tôi sẽ gọi quý vị và tôi sẽ giải thích thêm với tất cả những chi tiết. Phải, đó gọi là tâm ấn. Thật ra thì Thượng Đế truyền tâm ấn cho quý vị, tôi chỉ cho quý vị vài lời khuyên và giúp đỡ. Lúc ban đầu khi quý vị có vài câu hỏi, ngồi như thế nào, làm sao để tĩnh tâm, ngồi bao lâu, nên ngồi vào lúc nào và ngồi ở đâu. Thí dụ như vậy, chỉ là những chuyện nhỏ. Tâm ấn đến từ Thượng Đế trong yên lặng, hoàn toàn yên lặng. Chỉ giữ vị và Thượng Đế. Nhưng chúng ta cần một ít thời gian và một nơi yên lặng. Chúng tôi có một phòng yên tĩnh ở đây, quý vị cho chúng tôi biết tên. Tôi sẽ chỉ cho quý vị sau buổi thuyết giảng này. Không tốn kém gì hết bây giờ. Và chẳng tốn kém gì cả sau này, vì tâm ấn đến từ Thượng Đế. Chỉ là một món quà từ Thượng Đế, từ quý vị tặng cho quý vị. Quý vị cũng chẳng cần chịu ơn tôi hay bất cứ ai. Ngài có quen thuộc với triết lý Rosicrucian không? Ồ, biết chứ. Đó là một trong những trường phái vào thời xưa. Một trong những trường phái triết học của thời cổ. Tôi biết. Chúng ta có rất nhiều minh sư trong quá khứ và các ngài để lại rất nhiều giáo lý. Để hiểu những giáo lý này một cách sâu rộng, chúng ta phải đi vào bên trong và tìm trí huệ của chính mình. Chúng ta làm cách nào để chịu đựng những cảm giác đau khổ hoặc khi chúng ta cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng? Hãy đánh thức Thượng Đế bên trong. Và quý vị sẽ không còn sợ hãi, sự đau đớn hoặc buồn khổ với bất cứ hình thức nào. Bởi vì Thượng Đế là người chữa lành mọi bệnh, là nguồn an ủi cho tất cả. Chúng ta phải trở về với Thượng Đế để cảm thấy sung sướng. Vì sao Ngài ăn chay? Ngài xem đó là một vấn đề sức khỏe hay là một lối sống tâm linh? Ăn chay là một lối sống từ bi. Để chúng ta tôn trọng và yêu thương muôn loài một cách bình đẳng. Rau cỏ, nếu chúng ta cắt một cành, nó sẽ mọc thêm ba cành nữa. Nhưng nếu cắt một đầu con heo, nó sẽ không bao giờ mọc thêm ba cái đầu nữa. Tất cả mọi sinh vật đều sợ chết. Chúng ta không muốn gây đau khổ cho chúng, cho nên mới ăn chay. Về việc ăn chay, có cần phải trường chay để việc thiền định được tinh khiết chăng? Đó là câu hỏi của cô Sado.
Ăn chay giúp chúng ta tiến bộ nhanh hơn, có được sự bình an và tĩnh lặng trong khi thiền. Bởi vì từ trường của loài vật sẽ gây trở ngại. Khi chúng chết, chúng có cảm giác rất sợ hãi và vùng vẫy. Những năng lực này vẫn còn chứa trong thịt. Và nếu chúng ta thiền, những năng lực chống cự đó sẽ khiến chúng ta khó tập trung. Vì vậy, để được tốt hơn và cũng giúp cho việc tu hành tiến bộ nhanh chóng, chúng ta nên ăn chay. Có câu hỏi. Tôi là một người Thiên Chúa giáo tái sinh. Tôi chỉ biết có một Thượng Đế, Chúa Giêsu qua trung gian của Thánh Linh. Ngài nghĩ sao về việc tôn kính các vị thánh? Tôi không đến đây để phán xét ai cả. Tôi đến đây để chỉ cho quý vị Thượng Đế bên trong quý vị. Xin cảm ơn. Ngài có tin vào luân hồi không? Có và không. Có là bởi vì chúng ta cũng có thể kinh nghiệm trở lại đời sống đó nếu chúng ta chọn như vậy. Vì chúng ta cùng với Thượng Đế, chúng ta có thể chọn để làm bất cứ gì mình muốn, nhưng phần đông chúng ta không cần phải làm vậy. Chúng ta chỉ tiến lên thôi. Đây là câu hỏi hay và mới. Hạnh phúc lớn nhất trong thế giới này là gì? Là nhận biết Thượng Đế. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong thế giới này và bất cứ thế giới nào khác. Câu hỏi khác. Giáo lý của Ngài có liên hệ gì với giáo lý của mình Sirada Swami do dòng họ Sikh lãnh đạo và nhóm Ekanka ở Hoa Kỳ do Paul Witchin lập ra? Đây có phải cùng một giáo lý không? Xin nhắc lại, tôi đến đây để chỉ cho quý vị biết rằng quý vị vĩ đại. Tôi đến để chỉ cho quý vị tự tánh vĩ đại của mình. Hãy mau nhận biết chính mình. Không cần phải biết bất cứ gì khác ngoài trừ Thượng Đế. Nếu những nhóm người này dạy cùng một điều và có thể chỉ quý vị Thượng Đế, vậy thì giáo lý giống nhau. Nếu không thì là không phải. Nhóm của Ngài định nghĩa tái sinh là gì? Như người Thiên Chúa giáo tái sinh. Dạ, giống vậy. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy có một vài trải nghiệm lớn xảy đến với chúng ta, rồi chúng ta cảm thấy rằng cuộc sống đã được đổi mới, thì có lẽ chúng ta cảm thấy rằng mình được tái sinh. Điều đó có thể xảy ra. Đối với những người Thiên Chúa giáo chân chính, khi Chúa Giêsu còn sống, khi Ngài truyền tâm ấn cho họ, rửa tội cho họ, đó là khi họ thật sự tái sinh trở lại. Có người muốn biết quan điểm của Ngài về ly dị. Nếu cần thiết, tuyệt đối cần thiết, thì chúng ta ly dị, bằng không chúng ta nên gắn bó với một người bạn đời và cố gắng giải quyết vấn đề biến gia đình thành một mái ấm hạnh phúc. Con muốn biết Thượng Đế từ đâu đến. À, điều này quý vị phải hỏi Ngài. Tôi không thể trả lời dùm cho Thượng Đế được. Đó là chuyện riêng của Ngài. Tôi chỉ có thể đưa quý vị đến với Thượng Đế. Và rồi bất cứ gì quý vị muốn hỏi Thượng Đế, đó là câu hỏi riêng của quý vị. Một câu hỏi khác của bà Olivia Odada. Bà rất cảm ơn sư phụ đã đến quốc gia của chúng con và muốn trở thành một đệ tử của Ngài. Bởi vì đa số người Phi Luật Tân rất khát khao giáo lý của Thượng Đế. Đối với họ, giáo lý của Thượng Đế rất khó để được nhấn mạnh và thông hiểu. Đó là lý do tại sao tội ác xảy ra trong quốc gia này. Bà ta chỉ muốn cảm ơn sư phụ. Bà gửi đến Ngài lời cảm tạ nồng nhiệt nhất và xin Thượng Đế ban ơn cho Ngài. Xin cảm ơn Thượng Đế gia trì cho quý vị nhiều hơn nữa. Người dân Phi Luật Tân rất gần với Thượng Đế. Họ chỉ cần nhìn vào bên trong và thấy Thượng Đế ngay tức khắc, không vấn đề gì. Nếu Thượng Đế thật sự yêu thương nhân loại, tại sao lại có rất nhiều đau khổ? Đau khổ là bởi vì chúng ta không nhận biết Thượng Đế.
Một khi chúng ta nhận biết Thượng Đế, Ngài chăm sóc mọi việc. Sự liên lạc đã bị hơi xáo trộn. Nên vào lúc tâm ấn, tôi sẽ cố gắng sửa lại. Cũng như chiếc xe hơi, đôi khi máy bị trục trặc. Thượng Đế luôn luôn chăm sóc chúng ta. Vấn đề là chúng ta không nghe được những gì Thượng Đế nói, bởi vì chúng ta chưa liên lạc được với Ngài. Một khi đi vào bên trong, chúng ta sẽ thấy Thượng Đế trở lại và biết rõ hơn. Tại sao Thượng Đế không chọn để thể hiện lực lượng của Ngài bây giờ, không giống như thời của Môsê, khi Ngài rẽ nước biển Tử Hải ra hai bên và Chúa Giêsu đi trên mặt nước và giúp người chết sống trở lại? Có, Ngài vẫn còn làm, Thượng Đế vẫn làm vậy khi nào cần thiết. Nhưng chúng ta phải biết, chúng ta phải liên lạc với Thượng Đế rồi chúng ta mới có thể thấy được điều này. Chúng ta không thể thấy được nhiều chuyện qua cặp mắt thường. Chúng ta phải thấy cách của Thượng Đế bằng mắt thiên đàng. Đó là điều mà tôi sẽ chỉ quý vị, để quý vị biết rằng Thượng Đế thật sự đầy lòng từ bi và bác ái. Chúng ta không thể thấy điều Thượng Đế làm nếu không đi vào bên trong và cầu thông với Ngài. Thượng Đế làm phép lạ mỗi ngày. Chúng ta không thấy được bởi vì chúng ta chỉ nhìn với cặp mắt phàm. Làm sao chúng ta có thể mở được mắt thứ ba? Đó là công việc của tôi. Lát nữa tôi sẽ chỉ cho quý vị. Có người muốn biết Ngài có phải là một nhà tiên tri hay được Thượng Đế gửi đến? Tôi chỉ là bạn của quý vị, được chưa? Tôi là một người như quý vị. Điều gì mà tôi biết, quý vị cũng sẽ biết. Ngài có tin vào sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu không? Có, tôi tin. Ngài trở lại mỗi ngày, quý vị không thấy Ngài, thật đáng tiếc. Những đồng tu đã thọ tâm ấn thấy được Ngài, nói chuyện với Ngài. Và Ngài dạy chúng tôi rất nhiều điều vĩ đại. Quý vị đã bỏ lỡ tất cả bởi vì không đi vào bên trong. Chúa Giêsu không bao giờ chết, quý vị phải biết như vậy. Chúa Giêsu không bao giờ chết, Ngài chỉ thay đổi thể xác. Ngài thay đổi và đang sống ở một cảnh giới khác. Ngài không còn sống trong thế giới vật chất nữa. Nếu muốn thấy Ngài, chúng ta phải rời cảnh giới vật chất và đến nơi Ngài đang ngự. Giống như nếu tôi muốn gặp quý vị, tôi phải đi đến Phi Lục Tân. Tôi phải đi máy bay đến, đúng không? Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn gặp lại Chúa Giêsu hay những vị minh sư quá khứ, chúng ta phải rời thể xác vật chất này, đi lên những nơi cao hơn, nơi những vị minh sư ở, và có thể học hỏi từ các ngài nhiều điều vĩ đại. Quý vị không thể học hỏi được nhiều từ nơi tôi, bởi vì tôi đã ở đây với quý vị. Tôi sẽ chỉ quý vị làm sao để đến một trường học cao đẳng hơn và học với vị thầy cao hơn. Làm thế nào một người với niềm tin yếu ớt khi luôn luôn bị Thượng Đế thử thách, có thể vượt qua tất cả những khảo nghiệm này? Họ phải nhận biết Thượng Đế trở lại. Tất cả những câu quý vị hỏi ở đây chỉ đi đến một câu trả lời duy nhất. Bởi vì không nhận biết Thượng Đế nên chúng ta có những câu hỏi này. Bởi vì không biết Thượng Đế nên chúng ta có những vấn đề này. Làm sao con có thể tìm được tình thương và lòng khoan dung? Hãy nhận biết Thượng Đế. Hãy khai ngộ, thọ tâm ấn. Xin Ngài định nghĩa vị giáo chủ của nghiệp quả trong đời sống là gì? Giáo chủ của nghiệp quả à? Dạ, giáo chủ của nghiệp quả. Dạ phải, giáo chủ của nghiệp quả là người mà được Thượng Đế bổ nhiệm để lo về những hành động của con người, như là thử thách và đau khổ. Điều mà chúng ta gọi là gieo gì thì gặt nấy. Ngài lo về việc đó. Cho nên nếu chúng ta làm điều gì xấu, chúng ta sẽ nhận hậu quả xấu. Nếu chúng ta làm việc gì tốt, Ngài cho chúng ta kết quả tốt. Đó là công việc của vị giáo chủ nghiệp quả. Nghiệp quả có nghĩa là sự bù trừ. Có người muốn biết, chúng ta có cần đổi từ tôn giáo này sang tôn giáo khác để được cứu rỗi không? Không, không bao giờ, đừng thay đổi. Cứ giữ tôn giáo của mình. Hãy trở thành một người Thiên Chúa giáo khai ngộ, một người Hồi giáo khai ngộ, một người Phật giáo khai ngộ. Cứ giữ tín ngưỡng của quý vị, mọi tôn giáo đều tốt. Chúng ta chỉ có một Thượng Đế, tôi đã nói với quý vị rồi. Chỉ là sự hiểu lầm. Ngài được gọi bằng nhiều tên khác nhau, như trong tiếng Anh chúng ta gọi mẹ là Mother. Tiếng Trung Hoa gọi mẹ là Mujin hoặc Amu.
Tiếng Pháp gọi mẹ là La Mère. Quý vị thấy không? Giống nhau thôi. Những người chết mà không có dịp xin tội, linh hồn của họ có được cứu rỗi lên thiên đàng không? Điều đó còn tùy những gì họ đã làm trong đời. Nếu họ làm điều tốt, thiên đàng sẽ mở ra. Nếu họ làm điều xấu, trước hết họ phải học để làm điều tốt hơn. Một người có thể biểu lộ lòng sám hối đã phạm tội bằng cách nào? Bằng cách Chúa Giêsu bảo quý vị đừng làm tội nữa. Hãy sám hối, đừng gây nên tội nữa. Và làm điều ngược lại. Thí dụ, nếu có người nghĩ là họ phạm tội vì đã ăn cắp sở hữu của người khác, sau đó họ không ăn cắp nữa nhưng lại bố thí của cải. Bất cứ gì họ có mang cho người nghèo. Đó là cách họ bày tỏ lòng sám hối. Có người muốn biết làm sao trở thành hội viên của tổ chức quốc tế của Ngài. Quý vị chỉ cần cho phép tôi phục vụ quý vị. Nếu quý vị muốn nhận biết Thượng Đế và đó là cách để trở thành hội viên, quý vị có thể tham gia với chúng tôi để cầu nguyện cho thế giới. Quý vị không phải là hội viên của ai cả, mà chỉ là thành viên trên thiên quốc của Thượng Đế. Tôi chỉ muốn hướng dẫn quý vị cách thiền, cách để nhận biết Thượng Đế. Có vậy thôi, quý vị không phải là bất cứ hội viên nào cả. Thông thường, chúng tôi không lập ra thành phần hội viên hay gì cả. Nhưng chúng tôi cho quý vị một cái thẻ nhỏ để khi nào quý vị đến gặp tôi tại chỗ ở riêng của tôi. Nếu quý vị muốn gặp, thì quý vị có quyền ưu tiên để vào, để hỏi câu hỏi thiền định hay gì đó, chỉ có vậy thôi. Không có lệ phí hội viên, không bắt buộc gì cả. Nếu quý vị muốn đến thì đến, nếu không muốn đến thì quý vị không đến. Sẽ không ai gọi làm phiền ép buộc quý vị, hoặc nhắc quý vị với bất cứ hình thức gì. Nếu quý vị muốn đến, nhà chúng tôi mở rộng. Nếu quý vị không đến thì xin chào. Được. Một số người để ý thấy Ngài có thiết kế những kiểu y phục rất đẹp. Vì sao Ngài lại xướng việc mua sắm đồ trang điểm, y phục thời trang và nữ trang? Tôi thích như vậy. Dạ, câu trả lời như vậy là đủ rồi. Đời sống thật buồn chán. Ta làm cho nó đẹp hơn, được chứ? Cũng như quý vị bày bông hoa ở đây cho tôi vậy. Tôi làm đẹp là cho quý vị. Quý vị thích nhìn một người phụ nữ xấu xí ngồi đây à? Trông giống như vậy, mặc quần áo dơ bẩn và tồi tàn. Quý vị thích tôi đại diện cho Thượng Đế theo kiểu đó sao? Hay là thích một người đại biểu cho Thượng Đế được sạch sẽ, trong sáng và đẹp đẽ? Cách thứ hai tốt hơn hay cách thứ nhất tốt hơn? Cách thứ hai ạ, cách thứ hai, phải. Nhưng không sao, tôi cũng có thể không mặc gì cả. Nếu quý vị muốn, tôi sẽ cởi hết những thứ này ra. Đối với tôi không sao. Quý vị nói đúng, tôi không cần những bộ y phục này. Vậy tôi cởi hết ra nhé. Dạ không. Cảm ơn. Mặc gì cũng vậy thôi, quý vị mặc bất cứ gì mình muốn. Tôi vẽ những kiểu này với mục đích kiếm tiền. Để có thể đến thăm quý vị, tôi phải trả tiền vé máy bay. Phải trả tiền những người làm việc cho quý vị. Đó là lý do tôi không lấy tiền của quý vị. Quý vị thấy không? Và bất cứ những gì còn lại, chúng tôi cho người nghèo. Chúng tôi cho những người thiếu thốn. Chúng tôi cũng tặng cả triệu Mỹ Kim cho Phi Luật Tân. Nhờ vào các kiểu y phục của tôi và tất cả những thứ này, vậy tôi có thể tiếp tục vẽ kiểu y phục thời trang và mặc những bộ đồ đẹp không? Dạ được. Cảm ơn. Không có chi ạ. Có người muốn biết có bao nhiêu minh sư khai ngộ trên địa cầu và các ngài có làm việc cùng một mục đích không? Phải, có bao nhiêu minh sư à? Có rất nhiều, các ngài đều làm việc cho cùng một mục đích. Đó là giúp nhân loại nhận biết Thượng Đế trở lại. Chúng ta đã hết giờ cho phần vấn đáp. Yun na lang po yung oras natin para sa question and answer. Yung mga may tanong pa po, pwedeng ipadala na lang po sa mga staff o yung mga nasa reception katulad po ni Sir. At sasagutin na lang po yun, pakalagay na lang po yung address nyo po at pangalan. So, pipilitin po ng grupo na mag-respond sa mga tanong po ninyo. Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpadala ng tanong. Thank you very much. Xin cảm ơn Ngài Thanh Hải, Vô Thượng Sư rất nhiều. All right.
Được rồi. Yes. Và kính thưa quý vị, xin quý vị mừng ngày sinh nhật, bởi vì ngày 12 tháng 5 là ngày sinh nhật của Thanh Hải và Tuấn Sư. Ồ, hôm nay là ngày 12 tháng 5 à? Chúng ta có thể hát mừng sinh nhật dân ngài được chứ? Bởi vì ngày 12 tháng 5 rất đặc biệt cho ngài và dân tộc Phi Lục Tân. Cảm ơn. Ồ, khoan đã. Chúc mừng sinh nhật sư phụ. Cảm ơn sư huynh, anh thật tử tế. Anh và vợ anh luôn luôn thương tôi rất nhiều. Tôi còn nhớ khi ở nhà của quý vị đã lo cho tôi rất nhiều. Trước đây tôi có ở nhà họ và cả gia đình đã chăm sóc tôi. Khi tôi mới đến Phi Lục Tân lần đầu tiên, họ tiếp đãi tôi niềm nở, biến nhà họ như là nhà của tôi vậy. Bản tính của người dân Phi là như vậy. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn.